Mến chào các bạn đã trở lại với kênh Bóng Đá New. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, hãy để lại một lượt like và đăng ký kênh nhận những thông tin mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn vòng knockout sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Với trận thứ hai vòng 1 phần 8 giữa Argentina và Úc, Argentina đã đối mặt với nguy cơ bị loại, nhưng họ đã trở lại, làm chủ vận mệnh và bây giờ có mặt ở vòng 1 phần 8. Lần thứ 11 trong 12 kỳ World Cup đã tham dự, La Albiceleste tiến vào vòng nó cao, tất nhiên tham vọng của họ không dừng lại ở đây. Hai chiến thắng trước Mexico và Ba Lan cho thấy sức mạnh từng tạo nên chuỗi 36 trận bất bại của Argentina đã được phục hồi. Không chỉ vậy, họ có thể chiến thắng mà không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của Lionel Messi. Trong trận cuối vòng bảng, Messi vô duyên khi không thể tìm thấy mảnh lưới Ba Lan, ngay cả khi có cơ hội tốt trên chấm phạt đền. Thế nhưng Mark Erlister và Julian Alvarez đã làm thay việc đó. Đội quân của Lionel Scaloni thực sự một tập thể gắn bó và phong phú tài năng. Đó là lý do Australia khó có thể làm nên chuyện cổ tích sau các chiến thắng đáng khen ngợi trước Tunisia và Đan Mạch Socherus không thực sự tốt trong khâu ghi bàn, đồng thời cũng không sở hữu một hàng thủ vững vàng là đội duy nhất vượt qua vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại âm Tại sân Ahmad Bin Ali, họ sẽ rất vất vả khi đối mặt với tốc độ tấn công điên cuồng bên phía Argentina, nên nhớ ngay cả Ba Lan, đội tự hào với chất lượng phòng ngự, và ra sân với mục đích không phải nhận bàn thua, vẫn sụp đổ trước những đợt lên bóng dồn dập mà La Albiceles tạo ra. Tại World Cup 2022, Argentina đã thực hiện 22 cú sút trúng đích nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Lionel Scaloni không ngại thay đổi để làm mới đội hình, vì vậy sẽ lại có những điều chỉnh ở trận đấu với Australia, Lisandro Martinez có thể trở lại trung tâm hàng thủ, và Nicola Tayafico có khả năng thay thế Marcos Acuna ở vị trí hậu vệ trái. Trên hàng tiền vệ, sau khi đá chính trận gặp Ba Lan, Enzo Fernandez sẽ phải nhường chỗ cho Leandro Perez. Tuy nhiên, với pha lập công trước Ba Lan, Julian Alvarez có cơ hội giữ được vị trí trong bộ ba tấn công cùng với Enzo Di Maria và Lionel Messi. Không có lo ngại về chấn thương, huấn luyện viên Graham Ano sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để đương đầu Argentina. Vì vậy Mitchell Duke, người đang chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản tiếp tục dẫn dắt hàng công. Video đến đây là kết thúc hẹn gặp lại ở video tiếp theo.